Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khoa học Top Thú vị. Các bạn thân mến, vậy là một năm 2020 với nhiều bất ổn đang dần khép lại. Những ngày này, người ta nói nhiều đến những thành tựu khoa học vũ trụ nổi bật, những sự kiện ấn tượng trong năm 2020. Tuy nhiên, năm 2020, chúng ta cũng đã trải qua một điều vô cùng đáng tiếc. Đó là sự sụp đổ của đài thiên văn huyền thoại Arecibo. Đài thiên văn này hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 1963. Tính đến năm 2020, nó đã 57 tuổi và là chiếc kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới trong suốt 53 năm. Mãi cho đến tháng 7 năm 2016, kính viễn vọng FAST của Trung Quốc được hoàn thành. Nó đã vượt qua kích thước của đài quan sát Arecibo và trở thành kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới. Arecibo đã trải qua một năm buồn khi hai lần bị đứt cáp vào năm nay. Và cuối cùng, nó chính thức bị sụp đổ vào tháng 11 năm 2020. Thay thế Arecibo, FAST đang mở cửa để chào đón các nhà thiên văn học trên khắp thế giới đến nghiên cứu, tiếp tục tìm hiểu dấu hiệu của sự sống ngoài vũ trụ. Vậy hôm nay, trong một ngày cuối cùng của năm 2020, Top Thú vị mời các bạn cùng nhìn lại chặng đường mà Arecibo đã trải qua và những triển vọng mới từ kính viễn vọng vô tuyến FAST. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Top Thú vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Đầu tiên, Top Thú vị mời các bạn cùng đến với đài thiên văn khổng lồ Arecibo, đặt tại khu đô thị tự quản Arecibo, Puerto Rico, Mỹ. Trái tim của cơ sở này không gì khác, đó chính là chiếc kính viễn vọng Arecibo rất lớn. Ở trên chiếc kính này, đĩa thu hình cầu có đường kính 305 m với bán kính cong là 265 m. Nó được xây dựng bên trong hố sụt tự nhiên CAT bao quanh bởi rừng rậm. Bề mặt của đĩa được làm bằng 38.778 tấm nhôm đục lỗ. Mỗi tấm có kích thước 1 x 2m, được hỗ trợ bởi một lưới cát thép. Kể từ khi hoàn thành vào tháng 11 năm 1963, kính thiên văn này đã được sử dụng cho thiên văn học radar và thiên văn học vô tuyến. Đây là một phần của chương trình tìm kiếm trí thông minh ngoài trái đất SETI. Với đường kính 305 m, nó là chiếc kính thiên văn khẩu độ lớn nhất thế giới trong suốt 53 năm tính đến tháng 7 năm 2016. Mặc dù chúng ta vẫn đang chờ đợi những liên lạc với người ngoài hành tinh, nhưng kể từ những năm 1970, Arecibo đã đóng một vai trò trung tâm trong việc tìm kiếm sự sống thông minh ngoài trái đất. Vào thời điểm đó, các nhà thiên văn sử dụng kính viễn vọng vô tuyến Arecibo truyền mã nhị phân về phía cụm sao hình cầu M31, cách trái đất khoảng 25.000 năm ánh sáng, với hy vọng rằng trí thông minh nhân tạo ngoài trái đất có thể tiếp nhận và giải mã nó. Thông điệp được gửi đi là một bức thư liên hành tinh mang theo những thông tin cơ bản về trái đất và nhân loại. Vì sẽ mất gần 25.000 năm để thông điệp đến đích, nếu có câu trả lời, tối thiểu nó cũng cần khoảng 25.000 năm tiếp theo để trái đất nhận được câu trả lời đó. Chính vì vậy, thông điệp Arecibo được xem như một minh chứng cho thành tựu công nghệ của con người, chứ không phải là nỗ lực để tham gia vào một cuộc trò chuyện với người ngoài hành tinh. Nhưng dù sao, để làm được điều này đã là một điều vĩ đại lớn lao rồi phải không nào? Bên cạnh đó, radar được gắn trên hệ thống Arecibo, đây được xem là một phần trong chương trình phòng thủ hành tinh của NASA. Nó giúp các nhà khoa học phát hiện sớm những mối đe dọa tiềm ẩn tới trái đất đến từ vũ trụ như các thiên thạch hay các tiểu hành tinh. Đài quan sát Arecibo là một trong số ít hệ thống trên trái đất làm được điều này. Khi nói đến phòng thủ hành tinh, không gì có thể thay thế được Arecibo. Nó có thể phát ra chùm radar mạnh chiếu đến một vật thể ở gần trái đất. Sau đó, đĩa vô tuyến khổng lồ của đài quan sát thu lại những tiếng vọng của tín hiệu radar đó, cho phép các nhà khoa học giải mã chính xác về kích thước, vị trí, hình dạng và bề mặt của một vật thể ngoài không gian. Tất nhiên, các kính thiên văn tương tự cũng có thể phát hiện ra các vật thể đó, nhưng với Arecibo, nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng hơn. Chính điều này đã làm cho nó trở thành cánh tay đắc lực trong nhiệm vụ săn tìm các vật thể ngoài không gian. Tuy nhiên, sau 57 năm đứng vững, Arecibo đã trải qua một năm tồi tệ nhất, đó là năm 2020. Chiếc kính viễn vọng này đã gặp sự cố hai lần đứt cáp, một lần vào tháng 8 năm 2020 và lần thứ hai vào tháng 11 năm 2020.
Những sự cố này đe dọa tính toàn vẹn cấu trúc hỗ trợ cho bệ treo và sự cố đã khoét các lỗ hổng lớn trên tấm kim loại mỏng manh của nó. Vào tháng 11 vừa qua, Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ NSF đã xác định rằng sẽ an toàn hơn khi ngừng hoạt động kính thiên văn thay vì cố gắng sửa chữa nó. Họ đã lên kế hoạch để tháo dỡ chiếc kính, nhưng rồi nó sụp đổ trước khi công việc tháo dỡ được tiến hành. Khoảng 7 giờ 56 phút sáng theo giờ địa phương ngày 1 tháng 12 năm 2020, các dây cáp cuối cùng của kính đã bị hỏng, khiến bệ thu nặng 900 tấn rơi vào đĩa kính. Chiếc kính sụp đổ trong sự tiếc nuối của những người yêu thích thiên văn. Thước phim ghi lại vào trước 8 giờ sáng theo giờ địa phương ngày 1 tháng 12 năm 2020, thoạt nhìn nó có vẻ là một buổi sáng trong lành và yên bình. Sau đó, một trong những dây cáp chính giữ bệ treo trên đĩa radio bị đứt, toàn bộ bệ sụp đổ xuống dưới mặt đất, kết thúc một tượng đài kính thiên văn của thế giới. Đã từ lâu, Arecibo là một biểu tượng trong khoa học, văn hóa, xã hội của Puerto Rico. Trong một năm đầy những nỗi buồn và gánh nặng mới khủng khiếp, sự sụp đổ của kính thiên văn vô tuyến mang tính biểu tượng của đài quan sát Arecibo giống như một mất mát đặc biệt tàn khốc đối với người Puerto Rico. Sự ra đi của chiếc kính để lại khoảng trống không thể lấp đầy. Từ đây, trái đất đã mất đi một người cảnh vệ những sự nguy hiểm tiềm tàng, nhân loại mất đi một chiếc kính viễn vọng huyền thoại. Sự sụp đổ của Arecibo đã tạo ra một áp lực không hề nhỏ với NASA và các tổ chức khoa học khác. Áp lực càng nặng nề hơn khi máy phát radar duy nhất còn lại nằm ở Trung tâm Kiểm soát Không gian sâu của NASA ở California. Ngoài việc kiểm soát không gian sâu liên lạc với các tàu vũ trụ, máy phát radar này còn phải kiêm thêm nhiệm vụ cảnh giới các vật thể nguy hiểm tiềm tàng ngoài không gian. Được đánh giá là kém nhạy hơn Arecibo 20 lần, nhưng ở thời điểm hiện tại, các nhà khoa học đành phải tạm thời sử dụng phương án đó. Nhưng mới đây, sau khi tượng đài Arecibo sụp đổ, các nhà khoa học Trung Quốc đã phát đi một thông điệp. Họ sẽ mở cửa kính thiên văn vô tuyến FAST cho các nhà khoa học quốc tế kể từ năm 2021. Đây là công trình kính thiên văn vô tuyến được hoàn thành năm 2016. Tổng chi phí cho công trình vào khoảng 171 triệu USD. Để hoàn thành việc xây dựng cho chiếc kính, các nhà khoa học Trung Quốc mất khoảng nửa thập kỷ mới hoàn thành được. Nhìn thoáng qua, chúng ta có thể thấy kính thiên văn vô tuyến FAST giống như một bản sao có kích thước lớn hơn của Arecibo. Chiếc kính được xây dựng tại huyện Bình Đàm, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Nhiều người cho rằng Trung Quốc đã lấy thiết kế của Arecibo. Chính bản thân Wang Weiming, giám đốc thanh tra Trung tâm Hoạt động và Phát triển của FAST cho biết, chúng tôi đã lấy rất nhiều cảm hứng từ cấu trúc của Arecibo và chúng tôi đã dần dần cải thiện để xây dựng kính thiên văn của riêng mình. Kính viễn vọng FAST có khẩu độ 500m, nó đã vượt qua đài quan sát Arecibo, trở thành kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới khi hoàn thành vào năm 2016. Với đĩa thu tín hiệu đường kính 500m, FAST không chỉ lớn hơn kính viễn vọng Arecibo đã bị hư hỏng mà còn nhạy hơn gấp 3 lần. Bắt đầu vận hành từ tháng 1 năm 2020, FAST còn được bao quanh bởi vùng im lặng vô tuyến có bán kính 5 km. Điều này có nghĩa bạn không được phép sử dụng điện thoại di động và máy tính trong bán kính 5 km ở khu vực này. Chiếc kính sử dụng anten và cột thu tín hiệu để phát hiện sóng vô tuyến từ những nguồn trong vũ trụ như các ngôi sao, thiên hà và các hố đen. Ngoài ra, chiếc kính cũng có thể được sử dụng để gửi tín hiệu vô tuyến và thậm chí phản xạ chùm vô tuyến từ các vật thể trong hệ mặt trời như các hành tinh để xem thông tin nào có thể bị trả lại. Không những vậy, chiếc kính còn được sử dụng săn tìm các ngoại hành tinh, xác định chúng có nằm trong vùng ở được của ngôi sao chủ hay không. Tuy nhiên, có một số chức năng mà kính thiên văn của Arecibo có thể làm được, còn FAST thì không. Đó là chức năng radar phòng thủ hành tinh. Để quan sát trong hệ mặt trời, Arecibo có thể truyền tín hiệu và nhận phản xạ từ các hành tinh. Tính năng này cho phép Arecibo hỗ trợ theo dõi các tiểu hành tinh gần trái đất, việc rất quan trọng nhằm bảo vệ trái đất khỏi các mối đe dọa từ không gian. Chức năng này, FAST không thể tự hoàn thành. Mặc dù vậy, chúng ta cũng phải ghi nhận những bước tiến vượt bậc của Trung Quốc trong cuộc đua chinh phục không gian thời gian qua. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã có những thành tựu đáng nể. Hy vọng rằng trong thời gian tới, FAST sẽ đáp ứng kỳ vọng của những người yêu khoa học trên toàn thế giới, góp một phần vào công cuộc khám phá và chinh phục vũ trụ của nhân loại.
Vậy là hôm nay, Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi tìm hiểu về chiếc kính viễn vọng huyền thoại Arecibo và hậu duệ của nó, kính viễn vọng vô tuyến FAST. Cảm ơn những gì Arecibo đã cống hiến cho nhân loại trong suốt 57 năm qua. Hy vọng rằng, trong thời gian tới, FAST sẽ tiếp tục phát huy sứ mệnh giang dở mà Arecibo để lại. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Còn bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Top Thú Vị đi khám phá các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!